Quyền xin kính chào ông bà cô chú, anh chị và các bạn. Chào mừng cả nhà đã đến với kênh Ôn Gia Cuộc Sống ở Trung Quốc. Hiện tại Quyền đang ở huyện Long Cương, thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc. Hai mẹ con Quyền đang đưa cơm cho anh Hồng Bá. Đây. Ba ba đây. Còn có mình anh Hồng Bá là chưa có xuất hàng à. Còn đang lên xe. Quyền bữa nay hàng nhiều cho nên là Quyền không có đi theo, có người đi theo lơ á, hình Quyền không có theo. Bà ba đang đứng ở trong đang lên hàng á, thành ra không nghe. Lúc gà đẹp trai dữ lắm, để tay vô túi đồ nữa. Bên đó có chiếc xe mắc tiền, xe như xe lính vậy. Xe đó mắc tiền lắm luôn á ông bà cô chú. Ba ba không nghe rồi, ba ba ở trong rồi. Chi? Chơi hồi nhớ cái bắt đầu quay lại kêu ba ba, xong rồi chơi tiếp. Đó. Chơi tiếp. Chơi hồi nhớ lại cái kêu ba ba, mắc cười ghê luôn á. Mama, nhớ sợ. Má gì đâu? Con kiến. Con kiến bự quá. Vậy thấy con mèo rồi, bắt đầu thấy con mèo rồi bắt đầu chạy theo đó. Thích chó mèo lắm mà Quyền không có cho bắt đâu, bắt lỡ nó cắn mèo. Con mèo. Có gia đình cũng đỡ buồn lắm ông bà cô chú, đi đâu cũng có hai mẹ con nó cũng đỡ buồn. Chui vô trong rồi, chui vô hang rồi. Con mèo đi chui vô hang rồi. Chơi chơi hỏi cái cái quay lại kêu ba ba nữa dễ thương không. Chơi hồi là bắt đầu cũng nhớ tới bà hả. Bữa nay đâu có đi theo ba được, hàng nhiều quá có lơ theo. ba học sai à, nó là gì, nó là ba ba nắng quá. anh hồng bá trời ơi cởi áo rồi. Ba ba à, kêu từ nãy giờ nếu chờ giang là nếu mua thôi. Cúp lại. Tại sao chứ? Rồi bye bye. Nay liền dấu y phụ. Bye bye. Ba ba xin khổ là. Bye bye. đang vác hàng lên xe đó ông bà cô chú. Bữa nay tới anh Hồng Bá anh vác tới 200 thùng giấy không mà cô chú, 200 cái thùng hàng nữa. Trời lạnh mà ha, vác tới nỗi mà cởi áo ra luôn á. Giờ hai mẹ con Quyền đi về, ông bà cô chú ơi, đi về cho Gia Yên ăn cơm trưa. Tại vì Gia Yên chưa ăn cơm trưa nữa. Đi về con. Sáng trưa và mẹ hủy chi đó. Hết chỗ chơi rồi ông bà chú ơi, lấy đồ giới tháo đồ giới ra mang vô tay, quá trời quá đất, thử ra thúi không. Cười khá vậy đó. Bữa nay buổi sáng thì ba ba đi giao hàng xong rồi ba ba về cái bắt đầu không có lơ theo đó bắt đầu rủ theo đi theo chơi tiếp. Xin chào ông bà cô chú.
Nè, khoe cho ông bà cô chú coi đôi dế độc lạ nè, cái bao tay độc lạ nè. Nè, xin chào ông bà cô chú. Xin chào ông bà cô chú. Anh chị. Anh chị. Và các bạn. Và các bạn. Trời ơi, tháo ra chào rồi nó hay lịch sự hết sức không? Cười. Xin chào. Cười có hai răng hổ rồi mất. Hay đẹp ha. Răng thưa. Răng thưa nó láo dễ nghe. Răng dày nó láo chỗ che lên đầu. Cái này là chắc thường hay nó láo nè, cái răng này nè. Cười lên cái coi. Cười lên để coi coi. Trời ơi. Nói chuyện là gió thổi phì phì luôn. Con mèo. À con mèo hả? Ừ đúng rồi, con mèo. Phá quá phá. Chị sẽ sợ. Chị sợ quá. Cái tai. Cái tai. Ừ. Đôi giới. Đôi giới. Đôi giới. Đôi giới. Ừ. Đôi giới. Ừ. Đúng rồi. Bà đang ở dưới, đang giác hàng ở dưới không bà con chú? Đây hàng chưa giác xuống nữa. Đang kêu người ta giác xuống nè. Cái kho này cũng lớn. Cái kho này đi toàn quốc. Còn cái kho chỗ làm của anh Hồng Bá thì đi trong tỉnh. Trong tỉnh Quảng Đông. Ví dụ đi tỉnh khác thì sẽ bán cho cái kho khác. Chiếc container này nó dài. Nhiệm vụ của anh Hồng Bá là bán hàng cho cái kho khác. Cái nào giao trong tỉnh thì giao, còn cái nào khác tỉnh thì bán cho cái kho khác. Tùy theo chỗ. Bây giờ giao xong rồi bắt đầu đi lên thăm quyến không bà cô chú? À, gần sân bay á. Tiếp tục đơn hàng. Cuộc sống của hai vợ chồng tiêu cực nhưng mà vui mà cô chú ơi. Có quyền đi theo xe cái có người nói chuyện á. Rồi nguyên gia đình ở cạnh nhau á, như vậy rất là vui vẻ, rất là ấm áp. Bây giờ quyến đi chưa? Quyến đi chưa? Đúng rồi. Bây giờ xếp hàng chuẩn bị lên đường cao tốc đi thăm quyến. Kẹt xe. Mới 3 giờ mấy là kẹt xe rồi mà chú à. Xe. Ta hiện lúc trước Quyền cũng ở ngay chỗ này nè. Quyền ở chợ gần chỗ này nè. Xong rồi sau này mới dời lại bên kia. Nói chung là Quyền qua đây vì giờ nhà chợ hoài à. Tại vì đổi chỗ làm á, thành ra dời chỗ hoài à. Mà chỗ này bây giờ là làm anh Hồng Bá nói là làm cố định luôn rồi đó. Hy vọng là vậy. Xe gì đó? Xe tải. Đây là trạm thu phí đường cao tốc. Bên kia là ga, bên đây là lên. Đó. Cái tiết một cái là đi qua. Trời nắng quá. Ở đây núi. Núi Thâm Quyến là bên Thâm Quyến là đào hết luôn. Đào núi để lấp biển. Quá thưa. Mà công nhận Trung Quốc hay thiệt. Mấy cái núi cao vậy mà đào hết rồi đó. Bà chú đào từ bên đây qua luôn. Từ bên đây qua hết. Anh Hồng Bá nói bên Trung Quốc là hết đất rồi, bởi vậy mới đào núi đang có mấy có đất, đào núi đang có đất xây nhà cao tầng. Dễ sợ. Bây giờ xuống đường cao tốc ông bà cô chú ơi, tới thăm quyến rồi. Hãy
mấy cái cột màu vàng đó là mấy cái cột để đỡ đang xây nhà cao tầng hay là xây cái này cái kia, xây là để xây đó không mà cô chú, xây xây nhà cao tầng mới có mấy cái cây đó, kiểu như nó đỡ mấy cái cây bê tông nè rồi mấy cây sắt thép nữa chứ nặng lắm sao mà con người mình nó ấy nổi. Còn có mấy nhà mà nhà kiểu như nhà nhà gọi là nhà gì ta, cho mình ở tạm á, kiểu cho công nhân ở tạm không bà cô chú, ở tạm rồi người ta xây á. Nào đi theo ba ba cũng ngủ hết trơn á, lên xe là chút xíu là ngủ à. Dưới đây người ta đang đang đóng cái móng quá trời lớn luôn cả nhà. Đóng cái móng mình xây á, quá trời lớn. Anh Hồng Bá nói lúc trước đây là nguyên một núi không mà bây giờ mà bị đào lên hết. Chỉ qua tàu là ha. Qua tàu đó. Đây, ý của mình xung tu tu mà sai là bên xa này hải hải vào hầu tua rồi. Chỗ này người ta hồi đó nguyên giao hàng á. Đi ngang chỗ này hoài à. Mà cái núi này bự lắm mà bị đào đang xây ấy hết rồi, đóng mộc xây nhà cao tầng. Khi bạn nghỉ trưa, nhớ trước khai giao. Tiền túi bạn. Bạn nghỉ trưa vào hay túi bạn? Trưa thiên nè, anh Hồng Bá chạy lộn đường rồi mà cô chú, anh không có dùng bán đồ mà chạy lộn đường không? Bây giờ là nói chung là mình đi lộn đường là ra một vòng lớn lắm luôn á, giao chỉ công lì à. Đèn cung lìa, đèn thì ở cung lìa, bút từ à, chết mồ hay quá. Bây giờ lên lại cái đường cao tốc, bên đây là trời đi xe kinh phào thơ giang à. Ủa? Tạo của em á. Qua được rồi. Thấy chưa? Bên đây chạy lộn đường là chuyện bình thường nghe không bà cô chú? Nhiều người chạy lộn đường lắm. Nhiều khi cái này nè, cái bản đồ nó chạy chậm á, rồi mình chạy hút luôn. Thiển sang, bảo an, là viên. Bảo anh xin liêu pi. Bây giờ là Cô nâng chào cô là. Sáu giờ rưỡi rồi cả nhà ơi, gia yên cũng đói rồi cho nên là thôi. Ở đây có bán đồ ăn nè, đồ ăn nhanh là mình mua ăn đỡ luôn, vừa giao trong công ty này ra luôn không bà cô chú. Hay
hai cha con không lạnh, quyền lạnh. Cái này là cái này bánh bánh kẹt. Này, khảo, nước là nước. Cái này là mì. Cái này là cái bún xào, cơm xào. Bên này là bánh nướng hả? Bên kia là Hà Nam. Hà Nam gì vậy ta? Chưa cơ. Xin chim miệng. Khơi. Cái này bột chiên. Bột chiên. Thăng miên. Khơi khơi khơi. Thêm. Cái này thêm giùm anh Hồng Bá. Cái này là mì. Mì khô quá. Mì khô dữ hả? Cái này ngon lắm nè. Như mắm. Cho dao, dao dao tu. Dao dao lỗ bô. Con đi tiền lỗ bô. Mình thích cái nào là mình bỏ theo cái đó. Dao dao này. Chơi cơ. Ba cho nó xỉ ra. Đây, hỏi lại. Xin chào các bạn. Đây, cái thằng. Bỏ chiếc quân biển vô, còn quyền thì ra quyền sẽ thêm. Ví dụ ăn ăn mì giấy nè, cái này ngon nè. Không thêm chút này nữa. Trả tiền. Con này bán đắt nè, con này bán bột. Bột này chiên nè, gọi là gì ta? Đây là gì? Đây là gì? Chén chén bánh. Chén chén bánh. Cán bột ra, trong bột thì có hành này kia nọ. Đem lên chiên. Chiên. Chiên xong rồi để cái gì nè? Cái sốt gì đó nè. Ớt chứ cà chua. Jack lên, jack cái sốt đặc biệt lên. Hơi la nhỉ, thật cay. Rất mè lên. Nó vậy là xong rồi đó. Bây giờ đâu? Bây giờ 2 quay chân khí vô. Sắp mà sợ à? 3 quay xong rồi. Xong rồi bây giờ? Rồi xong rồi. Quét mã này. Thêm miếng ớt luôn, ớt sa tế. Châu. Đây, đánh xa chưa hả? Thăng à, thăng à. Xong rồi, đi.
这边来。老板，你拿筷子，你这边一刀好歪了，别刀傻了。没事。等一下字。厉害。哎呀，扔塞啊，干娘哎。就，啊，这是个地铁啊，来一个。大哥哥。地铁啊。tàu điện ngầm suy nghĩ một hồi mới nhớ này cái đường đi vô tàu điện ngầm ở Thâm Quyến nó tiện lợi, nó có đi đâu cũng có tàu điện ngầm á nha. Nhớt giỏi với ta, mạnh với ta. Bây giờ lên xe ăn cả nhà ơi, chứ ở đó không có chỗ ngồi. Nóng nha. Bây giờ gia đình nhỏ quyền ăn. Đây nè, con đậm này đi. Đó. Cái này cũng ngon lắm bà cô chú. À, có sa tế cay cay. Không sao đâu con. Không sao đâu, ăn rồi. Lên xe thì nó nóng à. Thân của gia cung anh Hồng Bá chưa chào ông bà cô chú. Xin chào ông bà cô chú. Xin chào ông bà cô chú. Mời ông bà. Mời ông bà ăn tối. Ăn tối. Giỏi quá. Hả ba. Không có cái giá để ông bà cô chú, để mốt quyền có lương YouTube quyền mua. Xin chào ông bà các bạn. Dạ các bạn, đúng rồi. Thôi quyền tắt máy quay, quyền ăn ông bà cô chú ơi, để không có chỗ để. Nè. Ở đằng trước hàng gì kẹt xe nãy giờ. Để có đụng xe hai chiếc hùng nhau bởi vậy ấy nè. Hai chiếc hùng nhau đó, đang kiểm tra hành trình, camera hành trình. Hàng gì kẹt xe nãy giờ. Chỗ mua sắm này nè, có bữa nào á có cơ hội quyền quay cho mặt của chú xem vô trong đẹp lắm. Mà bây giờ anh Hồng Bá anh không có nhiệm vụ giao hàng rồi, hàng vô mấy cái đó nữa, giao hàng cho mấy cái kho không à, với lại bán hàng cho kho khác á, ra là với không có đi giao hàng cho mấy cái gọi là gì ta, khu mua sắm nữa, ít khi lắm. Nhiều khi hàng nhiều quá không có xe thì anh Hồng Bá mới giao thôi. Bây giờ đi vô cái kho này giao tiếp tục. Giao nhiều kho lắm. Sa ban nè, bây giờ là giao xong chuyến hàng này đi về luôn ông bà cô chú ơi. Có quyền đi theo thì có người nói chuyện với ảnh, anh đỡ buồn ngủ lắm. Quyền thức khuya quen rồi, cho nên là Quyền không có thấy buồn ngủ. Bye bye. Tại vì Quyền thức thì nhiều, Quyền ngủ ít đó, thành ra bởi vậy mà khi mà qua lại Trung Quốc này á, Quyền hay ốm lắm, tại vì Quyền thức nhiều á, thức nhiều hơn ngủ. Nhiều khi anh Hồng Bá anh lái xe anh mệt. Anh lái xe tại vì con mắt phải nhìn tới nhìn lui, rồi tay thì phải lái, còn cái chân thì phải đạp liên tục, cho nên là anh rất là mệt, nhiều khi anh cũng rất là buồn ngủ luôn. Có Quyền theo Quyền thì Quyền không có buồn ngủ, đôi khi anh cũng hơi mệt cái em Quyền cũng nhìn xe giùm ảnh nè, rồi nhiều khi anh thấy anh hơi buồn ngủ là bắt đầu Quyền kiếm chuyện Quyền nói à, Quyền nói cho anh quên buồn ngủ á, cho nên là có Quyền đi theo anh đỡ lắm. Còn lơ đi theo nhiều khi nhiều khi người ta cũng mệt, ta cũng ngủ mất tiêu rồi, cho nên là có Quyền theo là anh vui lắm, anh mừng lắm. Quyền cũng vui nữa tại vì Quyền được đi chơi nè, rồi với lại hai chồng đi đâu có nhau á, thành ra nó cũng vui vẻ hơn. Ở nhà thì nó hơi buồn. Video của Quyền xin chia sẻ đến đây ông bà cô chú ơi. Cảm ơn ông bà cô chú, anh chị và các bạn đã yêu thương và ủng hộ cho kênh của Quyền.
ông bà cô chú anh chị và các bạn yêu thương kênh của Quyền á, thì nhớ bấm đăng ký, like và chia sẻ cho kênh của Quyền nha, nhớ bấm chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Bây giờ tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà vào video sau, bye bye. Bye bye.